Hello, các bạn đang đến với Vì Sao Thế Kiến Thức Thú Vị. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì hãy dành cho chúng mình một nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung thú vị nào nhé. Các bạn thân mến, chủ đề ngày hôm nay sẽ là về động vật. Trước khi đi vào nội dung chính thì mình muốn hỏi các bạn rằng đã bao giờ các bạn nghe hoặc đọc được câu thể ngữ chó ăn đá, gà ăn sỏi hay chưa nhỉ? Câu hỏi này dùng để chỉ một nơi đất đai khô cằn, trơ trọi, thời tiết khắc nghiệt, khó có thể làm ăn sinh sống. Và câu thể ngữ này cũng được rút ra từ một thực tế. Đó là khi làm thịt gà, người ta tìm thấy trong mề, tức là dạ dày của gà có rất nhiều sỏi nhỏ. Có thể thấy gà thực sự đang ăn sỏi. Vậy có phải loài gia cầm này thích ăn sỏi hay không? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé! Quý vị và các bạn thân mến, con người chúng ta và những loài động vật khác như là trâu, chó, bò, mèo đều dùng răng để nhai, nghiền thức ăn trước khi chúng được đưa xuống dạ dày để tiêu hóa. Chỉ có những loài gia cầm như gà, chim là không có răng nên chúng không thể xử lý thức ăn trước khi đưa xuống dạ dày được. Chính bởi vậy, để có thể nghiền nát những thức ăn mà chúng đã nuốt thì gà cần phải dùng tới sỏi. Như đã nói ở ngay phần đầu chương trình, chúng ta có thể tìm thấy trong mề gà rất nhiều những hạt sỏi nhỏ. Sau khi thức ăn cùng với sỏi vào tới mề gà, tất cả chúng được trộn lẫn vào với nhau. Với sự nhu động mạnh mẽ, có thể hiểu là sự co bóp trong mề, các góc cạnh của những viên sỏi sẽ trà sát vào thức ăn. Rất nhanh chóng sau đó, thức ăn mà gà nuốt được đều được nghiền thành hồ nát. Công đoạn này trở nên dễ dàng như vậy cũng một phần là bởi thức ăn trước khi vào mề gà đã nằm một lúc ở trong diều, chỗ phình to của thực quản và tuyến vị, tức là một phần dạ dày ở phía trước của mề gà. Tại đây, do chịu tác động của nhiều loại dịch tiêu hóa, thức ăn đã được xử lý sơ bộ nên tương đối mềm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy có thể thấy rằng thực ra không phải gà thích ăn sỏi, cũng không phải gà có một cái dạ dày kỳ lạ để có thể tiêu hóa được cát sỏi, chẳng qua là chúng muốn lợi dụng sỏi để giúp tiêu hóa thức ăn nên chúng mới nuốt mà thôi. Tác dụng của sỏi là thấy rõ rồi, vậy chúng có tác hại gì? Nếu như gà cứ mãi nuốt sỏi như vậy thì có khi nào chúng sẽ bị tổn thương dạ dày hay không? Và câu trả lời là không các bạn nhé. Bởi mề gà thực sự rất dẻo dai, đặc biệt là nếp gấp màu vàng ở vách trong của mề. Và sau khi phát huy hết những tác dụng nghiền nát thức ăn trong mề thì những hạt sỏi sẽ được đào thải ra theo phân. Vậy lại có một câu hỏi nữa, đó là nếu mà gà không ăn sỏi thì có sao không? Liệu chúng có bị ảnh hưởng gì hay không? Như đã nói ở trên, sỏi đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa của gà. Vậy nên, nếu được nuôi ở những nơi mà không có cát, sỏi, thì gà sẽ rất dễ bị trướng diều bởi thức ăn ở mề không kịp tiêu hóa để đẩy thức ăn mới xuống. Giống như việc trướng bụng ở người, trướng diều cũng có thể gây nguy hiểm cho gà. Quý vị và các bạn thân mến, gà vốn là một trong những loại gia cầm quen thuộc nhất của con người. Tuy nhiên, ngoài việc ăn sỏi mà chúng ta vừa đề cập ở trên, thì loại vật này còn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị mà chắc chắn không phải ai cũng biết. Sau đây, chương trình xin liệt kê một số sự thật thú vị về loài gà. Sau khi nghe xong, chắc chắn các bạn sẽ phải kinh ngạc. Thứ nhất là gà có thị lực tốt hơn con người. Có nhiều ý kiến cho rằng loài gà bị mụ màu và thị lực rất kém. Sự thật là hoàn toàn ngược lại. Trong khi mắt người chỉ có thể cảm nhận được 3 nhóm màu khác nhau cơ bản là đỏ, xanh lá cây và xanh dương, thì những chú gà biết phân biệt ánh sáng tím và tia cực tím. Điều này có nghĩa là gà trống có thể nhìn thấy mặt trời mọc trước con người khoảng 1 giờ đồng hồ và chúng sẽ cất tiếng gáy để báo hiệu cho con người biết rằng trời đã bắt đầu sáng. Điều thú vị thứ hai, gà mẹ dạy gà con từ khi còn nhỏ. Có thể bạn nghĩ rằng chỉ có con người hay là những loài động vật có vú mới biết dạy con của mình. Thế nhưng gà mái mẹ đã bắt đầu dạy con từ khi chúng còn rất nhỏ. Với bài học đầu tiên chúng được học là nên và không nên làm gì. Trong một phòng thí nghiệm, các nhà khoa học đã thử nghiệm điều này và phát hiện ra rằng gà mái mẹ đã dạy con của mình cách tránh những hạt có màu nhất định. Điều thú vị thứ ba là gà mái nói chuyện với gà con trước khi chúng nở. Bạn có biết rằng gà mái còn biết nói chuyện bằng tiếng kêu cục cục với gà con trong khi chúng vẫn còn trong trứng hay không? Và điều thú vị đó là khi mà gà con hình thành và phát triển trong trứng, chúng cũng bắt đầu phát ra tiếng chip chip để đáp lại gà mẹ.
Điều này giúp gà con tạo mối liên kết với gà mẹ trước khi chúng nở ra. Khi gà con nở, chúng nhận biết được tiếng của gà mẹ và sẽ theo chân gà mẹ tới mọi nơi. Điều thứ tư là loài gà cũng có ngôn ngữ riêng. Theo nghiên cứu, loài gà có thể tạo ra hơn 30 tiếng động độc đáo. Mỗi loại tiếng động được sử dụng cho những mục đích khác nhau. Ví dụ, tiếng cục cục và tiếng gáy của chúng chủ yếu là để báo động, nhất là khi chúng cảm thấy có mối nguy hiểm đang đe dọa hoặc tìm được mối ngon. Ngoài ra, thì gà trống còn phát ra tiếng động để phát hiện nơi làm tổ lý tưởng cho gà mái. Chúng sẽ rúc vào một không gian nhỏ và báo cho gà mái biết. Mặc dù các nhà khoa học chỉ theo dõi được 30 tiếng động của gà, nhưng thực tế có lẽ còn nhiều hơn như vậy. Điều thứ năm là gà có trí nhớ khá tốt. Gà có thể nhận ra tới 100 khuôn mặt của con người. Điều này có nghĩa là chúng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra ai là chủ nhân của mình hay là ai là người cho chúng ăn hàng ngày. Điều thứ sáu, gà con thông minh hơn cả em bé sơ sinh. Đây có lẽ là một điều thú vị và bất ngờ nhất về những chú gà. Liệu ai tin rằng một chú gà con lại thông minh hơn là một em bé cơ chứ? Thế nhưng thực tế lại chỉ ra rằng, thông thường trẻ sơ sinh có thể nắm bắt được sự tồn tại của những đối tượng vào khoảng 7 tháng tuổi. Trong khi đó thì gà con chỉ cần 2 ngày để có thể phát triển khả năng này. Như vậy đã đủ để công nhận sự thông minh của chúng chưa nào? Điều thứ 7, con gà thọ nhất hiện nay đạt kỷ lục 22 tuổi. Loài gà có tuổi thọ trung bình khoảng 3-4 năm, tuy nhiên có một con gà sống rất thọ lên tới 22 năm tuổi, đó là con gà mái của ông Dương Thiếu Phúc, sống tại làng Tứ Đại Trang, Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Điều thứ 8, gà cũng biết bay. Có thể là bạn chưa biết, gà hoàn toàn có thể cất cánh bay và thời gian bay kỷ lục của loài gà là 13 giây. Khi chúng muốn thoát khỏi nơi nguy hiểm hoặc là bị đe dọa, nó có thể cất cánh bay đủ cao để có thể vượt qua một hàng rào hay là bay lên một cành cây. Điều thứ 9, loài gà rất nhanh nhẹn. Một điều mà không ai có thể phủ nhận về loài gà đó là chúng rất nhanh nhẹn. Những người nuôi gà lần đầu tiên phải rất vất vả mỗi khi cố đuổi chúng vào chuồng. Chúng có thể đạt tốc độ 14 km/h trong thời gian ngắn. Cũng bởi thế mà loài gà có nhiều lợi thế nhờ sự nhanh nhẹn này. Một trong số đó chính là khả năng lẩn trốn kẻ săn mồi. Điều thứ 10, gà chiếm số lượng nhiều gấp 3 lần so với con người. Hiện tại thì có khoảng 25 tỷ con gà trên trái đất, trong khi đó dân số thế giới chỉ rơi vào khoảng 7,8 tỷ người. Điều này cho thấy rằng loài gia cầm phổ biến nhất trên hành tinh có quân số gấp 3 lần so với dân số toàn cầu hiện nay. Điều thứ 11, gà rất thích tắm bụi. Những chú gà quả thực rất thích tắm bụi. Chúng thích đào xuống đất và tạo cho mình một bồn tắm bụi. Việc tắm bụi không chỉ giúp những chú gà làm sạch cơ thể mà còn giúp chúng hạ thân nhiệt vào những mùa hè nắng nóng. Điều thú vị thứ 12, gà thuần hóa có nguồn gốc từ gà rừng ở khu vực châu Á. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng những con gà được thuần hóa hiện nay có nguồn gốc từ gà rừng châu Á. Trong lịch sử, loài gà rừng này lần đầu tiên được thuần hóa không phải để lấy thịt mà cho mục đích đá gà. Hiện nay, đá gà đã bị cấm ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những điều thú vị về loài gà mà chúng tôi đã tổng hợp được. Những thông tin trên đây cũng đã kết thúc số phát sóng của ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới này còn chứa đựng biết bao điều mới lạ và thú vị. Có rất nhiều hiện tượng chúng ta thấy hàng ngày nhưng chưa chắc đã biết rõ nguyên nhân của nó. Ví dụ như việc vì sao gà lại ăn sỏi, đúng không nào? Vậy nên, hãy để chúng mình giúp các bạn tìm hiểu, khám phá câu trả lời cho những câu hỏi vì sao tưởng như đơn giản nhưng lại rất hóc búa này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng lần sau.